giữa Đà Nẵng và LP Bank Ninh Bình là tổ trọng tài của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Trọng tài thứ nhất là ông Nguyễn Ngọc Ánh và trọng tài thứ hai đó là ông Nguyễn Văn Trọng. Tổ trọng tài Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, trọng tài thứ nhất ông Nguyễn Ngọc Ánh. Trọng tài thứ hai ông Đỗ Văn Trọng. Đây là các thành viên của Đà Nẵng. Đà Nẵng là đội sẽ phát bóng trước trong trận đấu ngày hôm nay. Đội hình ra sân của Đà Nẵng ở trong set đấu đầu tiên gồm có số 1 chuyền 2 Quang Thịnh, số 9 chủ công Bùi Công Tuấn Anh đội trưởng, số 17 phụ công Minh Hiếu, số 5 đối chuyền Thanathat Thawirat, số 7 chủ công Trung Thành và số 3 phụ công Trương Quang Anh Tuấn, libero là số 16 Phạm Tấn Đạt và huấn luyện viên trưởng của Đà Nẵng là huấn luyện viên Lê Nho Thạch. Huấn luyện viên Lê Nho Thạnh là người đã đưa Đà Nẵng lần đầu tiên giành quyền lên chơi ở giải vô địch quốc gia mùa giải 2023. Trong khi đó thì LP Bank Ninh Bình đội sẽ ra sân trong trang phục áo màu đỏ, sẽ tung ra sân đội hình ở trong set đấu đầu tiên gồm có số 10 cây chuyền 2 Nguyễn Huỳnh Anh Phi, số 4 chủ công Quản Trọng Nghĩa, số 21 phụ công Thanh Hải, số 18 đối chuyền người Cuba Arujo, số 6 chủ công Hoàng Xuân Trường và số 20 phụ công Cú Văn Hoàn. Libero của LP Bank Ninh Bình đó là số 1 Duy Phúc và huấn luyện viên trưởng của LP Bank Ninh Bình đó là huấn luyện viên Bùi Trung Thảo. LP Bank Ninh Bình là đội bóng giàu thành tích nhất ở giải vô địch quốc gia tính từ năm 2004 cho đến nay. LP Bank Ninh Bình hay còn có những tên gọi khác trước đây là Tràng An Ninh Bình và Ninh Bình Liên Việt Postbank. Thì đội bóng này đã có được 5 lần vô địch quốc gia tính từ năm 2004 cho đến năm 2023. Thầy trò huấn luyện viên Bùi Trung Thảo cũng là đội bóng thứ hai trong lịch sử của giải vô địch quốc gia, đội bóng nam thứ hai sau Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ thành công chức vô địch. Đây là Quang Thịnh, một trong hai cây chuyền hai của Đà Nẵng. Quang Thịnh sẽ phát bóng mở màn trận đấu ngày hôm nay. Pha đánh bóng của Quản Trọng Nghĩa. Thanathat. Bóng đã chạm chắn và đi ra ngoài. Điểm đầu tiên của trận đấu cho Đà Nẵng. Đây là mùa giải thứ hai mà Thanathat đánh thuê cho Đà Nẵng. Anh luôn là lựa chọn của huấn luyện viên Lê Nho Thạnh mỗi khi bước vào giải vô địch quốc gia. Quản Trọng Nghĩa đã không thể thắng được tay chắn của Đà Nẵng. Đó là một tình huống block có điểm của Đà Nẵng 2-0. Pha đánh bóng của Thanh Hải. Lần này đến lượt Ninh Bình với LP Bank block thành công 1-2. Người đã chắn bóng trong tình huống vừa rồi có lẽ là Thanh Hải. Thanh Hải là phụ công đã gia nhập LP Bank Ninh Bình ở nửa sau của mùa giải năm ngoái. Ở mùa giải 2023, anh đã chia tay Thành phố Hồ Chí Minh và cập bến đội bóng Cố đô Hoa Lư. Arozo đã block thành công. Một điểm nữa cho LP Bank Ninh Bình 2-2. Tình huống mà Arozo đã chắn bóng thành công với pha đánh bóng của Thanathat. Quản Trọng Nghĩa phát bóng. Pha đánh bóng của Bùi Công Tuấn Anh. Điểm Đà Nẵng 3-2. 3-2 cho Đà Nẵng. Tình huống phát bóng của Bùi Công Tuấn Anh. Tuấn Anh lúc này chắc chắn là gương mặt giàu kinh nghiệm nhất
bên phía Đà Nẵng. Trước khi khoác áo đội bóng tới từ sông Hàn thì Bùi Công Tuấn Anh đã từng thi đấu cho các đội bóng quân đội như là quân khu 5 hay là Thế Công. Đã có lỗi chạm lưới rồi. Trọng tài đã bắt lỗi chạm lưới với vận động viên chắn bóng bên phía LP Bank Ninh Bình. Điểm cho Đà Nẵng 4-3. Người phát bóng là Phụ Công Minh Hiếu. Hoàng Xuân Trường. Thanathat. Pha đánh bóng rất tốt của Thanathat. Bóng đi qua hai tay chắn của LP Bank Ninh Bình. Hãy cùng xem lại tình huống này. Tầm bóng của Thanathat là rất đáng nể. 5-3 cho Đà Nẵng. Anh Phi. Và đó là pha đánh bóng của Hoàng Xuân Trường. LP Bank Ninh Bình của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo ở mùa giải 2024 này thì họ có thể nói là thực hiện một cuộc cách mạng về lực lượng. Nếu như năm ngoái LP Bank Ninh Bình đưa về Phụ Công Thanh Hải đối chuyển Sơn Huỳnh Chí thì năm nay ở mùa giải 2024 họ chiêu mộ 3 tay đập của Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Đó là chủ công Hoàng Xuân Trường, chủ công đối chuyển Trần Anh Tú và phụ công Hùng Cường. 6-4 cho Đà Nẵng. Dù có những sự tăng cường lực lượng và là một trong những đội bóng chiêu mộ tới hai tay đập ngoại, nhưng lúc này thì thành tích của LP Bank Ninh Bình chưa thực sự tương xứng với sự kỳ vọng của người hâm mộ đội bóng này. Thầy trò luyện viên Bùi Trung Thảo đã để thua Sa Đéc Khánh Hòa và thua Biên Phòng. Hai đội bóng được xem là những ứng viên nặng ký cho cuộc đua vô địch ở giải vô địch quốc gia năm nay. Tình huống phát bóng của Hoàng Xuân Trường. Năm ngoái thì Xuân Trường đã bỏ lỡ phần lớn mùa giải khi anh dính chấn thương rất đáng tiếc ở giải Cúp Hoa Lư. Một điểm nữa cho Đà Nẵng và đó là một tình huống ghi điểm của phụ công mang áo số 3 Trương Quang Anh Tuấn. Người phát bóng là chủ công Trung Thành. Phát bóng không qua lưới và điểm cho LP Bank Ninh Bình 6-7. Với cả LP Bank Ninh Bình và Đà Nẵng thì đây đã là trận đấu cuối cùng của họ ở giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia năm nay. Pha đánh y thành công. Đó là tình huống đánh bóng ở biên 4 của Bùi Công Tuấn Anh. 8-6 cho Đà Nẵng. Tình huống phát bóng của phụ công Trương Quang Anh Tuấn. Anh Phi và Thanh Hải. Pha đánh bóng của Bùi Công Tuấn Anh. Một pha đánh bóng trên chắn của Bùi Công Tuấn Anh. Chín sáu cho Đà Nẵng. Phát bóng ra ngoài. Điểm cho LP Bank Ninh Bình 7-9. Phát bóng của Nguyễn Huỳnh Anh Phi. Anh Phi là cựu chuyền hai của Đắk Lắk. Tấn công từ sau vạch 3 mét. Một pha đánh bóng
dọc biên của Thanathat. Mười bảy cho Đà Nẵng. Quang Thịnh phát bóng. Thêm một lần nữa các vận động viên Đà Nẵng phát bóng đi ra ngoài. Ít nhất đã hai lần ở trong set đấu này Đà Nẵng để mất điểm từ những tình huống phát bóng tương đối ẩu của mình. Tình huống phát bóng của Quán Trọng Nghĩa. Thanathat. 11-8 cho Đà Nẵng. Tiếp tục là một tình huống phát bóng đi ra ngoài nữa của Bùi Công Tuấn Anh. Số bây giờ là 11-9 nghiêng về Đà Nẵng. Toàn bộ các trận đấu trong khuôn khổ giai đoạn 1 nội dung nam giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Giang 2024 đang được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Và sau giải đấu này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những diễn biến trực tiếp của giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương. Giải đấu quy tụ 4 đội nam và 4 đội nữ hàng đầu ở giải vô địch quốc gia năm ngoái. Anh Phi, và đây là Arujo. Điểm cho LP Bank Ninh Bình 10-12. Arujo là một tay đập thuận tay trái. Và đây mới là lần đầu tiên mà đối chuyền người Cuba thi đấu ở giải vô địch quốc gia Việt Nam. Arujo đã khiến cho Anut Promchan, ngoại bình người Thái Lan của LP Bank Ninh Bình ở mùa giải trước, lúc này đang phải ngồi trên ghế dự bị. Quang Thịnh, và đó là pha ghi điểm của Trương Quang Anh Tuấn. Một tình huống đánh nhanh 13-10 cho Đà Nẵng. Hàng chắn của LP Bank Ninh Bình đã phản xạ hơi chậm. Hai vận động viên đã phản xạ chậm trong tình huống vừa rồi, đó là Hoàng Xuân Trường và Cú Văn Hoàn. Anh Phi đẩy bóng ra biên cho Xuân Trường. Hãy cùng chờ quyết định của trọng tài, và đó là điểm số cho LP Bank Ninh Bình. 11-13. Một tình huống đánh bóng đi chéo sân của Hoàng Xuân Trường. 11-13 cho LP Bank Ninh Bình, và cách biệt lúc này chỉ còn là 2 điểm. Trung thành đã không thể thắng được tay chắn của LP Bank Ninh Bình 12-13. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha block của Cú Văn Hoàn, một trong những phụ công có chiều cao tốt nhất của bóng chuyền nam Việt Nam hiện nay. Hoàng Xuân Trường phát bóng. Điểm cho Đà Nẵng 14-12. Hoàng Xuân Trường đã từng được gọi lên tập trung tuyển bóng chuyền U23 quốc gia. Một tình huống đánh hai chuyền của anh Phi nhưng bóng vẫn còn trong cuộc. Một pha xử lý đầy bất ngờ của chuyền hai người Đắk Lắk. Quan Trọng Nghĩa. Điểm cho LP Bank Ninh Bình 13-14. Pha đánh bóng của Trương Quang Anh Tuấn, nhưng đó là một tình huống phối hợp tấn công đã bị lộ của Đà Nẵng.
anh Tuấn đã không thể thắng được hai tay chắn của LP Bank Ninh Bình. Đây là lần đầu tiên mà nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh tổ chức giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Đà Nẵng 15-14 cho Đà Nẵng với pha phát bóng thiếu chính xác của Cú Văn Hoàn. Đà Nẵng xin thay vận động viên số 3 ra sân, số 19 vào sân. Như vậy là Trương Quang Anh Tuấn rời sân và người vào sân đó là số 19 Hà Văn Viên. Đây có lẽ là một tình huống mà huấn luyện viên Lê Nho Thạnh muốn tận dụng khả năng phát bóng của Hà Văn Viên. Pha ghi điểm của Quan Trọng Nghĩa. 15 đều cho LP Bank Ninh Bình. Với những tay đập thuận tay trái như là Quan Trọng Nghĩa thì vị trí đánh số 4 là vị trí đánh ưa thích, với góc đánh mở nhất. Pha đánh bóng của Thanathat. Tiếp tục là một tình huống bật nhảy từ sau vạch 3m đẹp mắt của đối chuyền người Thái Lan. Một pha đánh dãn biên của Thanathat. Arozo không qua được tay chắn của Đà Nẵng. 17-15. Bóng đã chạm vào người của Arozo sau tình huống block có lẽ là của Bùi Công Tuấn Anh. Và ngay lập tức thì huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đã có sự thay đổi. Thanh Tùng được đưa vào sân chứ không phải là Anut. Anut đã bị đau trong trận đấu với Sanet Khánh Hòa. Và hôm nay dù anh vẫn tham gia khởi động nhưng chủ công người Thái Lan cho thấy biểu hiện không thực sự thoải mái. Thêm một điểm số nữa cho Đà Nẵng, 18-15. Đó là pha ghi điểm của phụ công Minh Hiếu. Và ngay sau điểm số của Minh Hiếu thì LP Bank Ninh Bình rất bất ngờ lại là đội phải xin tham áo trước. Để nhắc từ nhà cái cầu thằng số 17 nó lên đúng không? Có bóng phản công là ngay lúc nào thằng phụ công rất nhiều mà anh em này không tập trung. Ba mươi giây hội ý chiến thuật đã trôi qua. Hãy cùng xem những nhắc nhở của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo có phát huy hiệu quả hay không. Anh Phi, Quan Trọng Nghĩa. Điểm cho LP Bank Ninh Bình 16-18. Nếu xét về lực lượng thì tất nhiên LP Bank Ninh Bình được đánh giá cao hơn so với Đà Nẵng. Huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đang sở hữu trong đội hình rất nhiều những vận động viên chất lượng và cũng có cả những vận động viên từng khoác áo đội tuyển quốc gia như là Quan Trọng Nghĩa, Thanh Hải hay là Libero Duy Phúc. Một điểm số nữa cho LP Bank Ninh Bình 17-18. Bùi Công Tuấn Anh cũng đã rất nhiều lần đối mặt với LP Bank Ninh Bình khi anh còn chơi cho Thế Công. Pha xử lý của Thanathat, một tình huống lòng tay. Và đó là pha đánh bóng của Thanh Tùng. 18 đều cho LP Bank Ninh Bình. Bây giờ thì có lẽ là Đà Nẵng đã phải xin time out. Đúng là như vậy. Đã có tín hiệu xin tạm dừng trận đấu để hội ý của Đà Nẵng. Hai đội đều đã sử dụng một trong hai quyền xin hội ý chiến thuật ở trong set đấu đầu tiên này. Vâng, các quý vị khán giả, xin quay phim chụp ảnh các trường hợp của Đà Nẵng.
Thanh Tùng lúc này đã được trả về vị trí đối chuyền thay cho Arozo. Ở những mùa giải trước thì vận động viên chuyển tới từ Hà Nội thường xuyên chơi ở vị trí chủ công. Năm ngoái thì đối chuyền của Ninh Bình là Quang Khơi, người lúc này đã chuyển tới khoác áo đội bóng khác theo dạng cho mượn. Thanh Hải. Trọng tài bắt lỗi chạm lưới. Đó có lẽ là lỗi chạm lưới với Thanh Hải. 20-18 cho Đà Nẵng. Rất bất ngờ. Đà Nẵng đang dẫn điểm. Đó là điều mà không nhiều người nghĩ khi nhìn vào lực lượng hiện tại của hai đội. LPBank Ninh Bình có thể thua Biên Phòng hay Sanet Khánh Hòa, nhưng tất nhiên là thầy trò huấn luyện viên Bùi Trung Thảo được đánh giá cao hơn so với Đà Nẵng trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay. Nhưng lúc này thì họ đang phải rượt đuổi điểm số. Dù vậy thì cách biệt chỉ là tối thiểu mà thôi. 19-20 cho LPBank Ninh Bình. Đó là tình huống phát bóng hỏng thứ hai kể từ đầu trận của Bùi Công Tuấn Anh. Không nên có những pha phát bóng hỏng như thế này ở một thời điểm mà set đấu đầu tiên đang trôi dần về cuối, một thời điểm rất quan trọng. Lại là pha ghi điểm của Vũ Công. 21-19 và đó là Minh Hiếu. Chúng ta hẳn là vẫn còn nhớ khi mà LPBank Ninh Bình xin time out, huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đã nhắc nhở các học trò của mình cần phải đặc biệt cảnh giác với Vũ Công Minh Hiếu. Và vừa rồi tiếp tục là một tình huống ghi điểm nữa của Vũ Công mang áo số 17. 21-19 cho Đà Nẵng. Hoàng Xuân Trường. 20-21. Vẫn là một điểm cách biệt. Thanh Tùng phát bóng. Phát bóng ra ngoài mất rồi. 22-20. Một điểm số nữa cho Đà Nẵng. Một tình huống phát bóng quá sâu của Thanh Tùng. Ông đã đi quá vạch biên ngang. Thanh Tùng chuyển tới Ninh Bình, nếu tôi nhớ không nhầm là từ năm 2016. Cho LPBank Ninh Bình. Đây sẽ là tình huống phát bóng của Hoàng Xuân Trường. Phát bóng ra ngoài. 23-21. Tại sao lại là một tình huống phát bóng tấn công? Xuân Trường rời sân và Anh Tú được tung vào sân. Một mũi đánh nhanh. Một vận động viên có khả năng tấn công từ sau vạch 3m. Đã được huấn luyện viên Bùi Trung Thảo tung vào sân. Chắn bóng thành công. Đà Nẵng đã có được điểm số thứ 24. 3 set point cho các học trò huấn luyện viên Lê Nho Thạnh. Đã có tới 3 vận động viên nhảy lên bám chắn với tình huống tấn công vừa rồi của LPBank Ninh Bình. Và bây giờ thì LPBank Ninh Bình đã phải xin time out lần thứ 2 ở trong set đấu đầu tiên này. Ở những mùa giải trước thì những chủ công thường đảm nhiệm vai trò truyền một, hỗ trợ cho Duy Phúc bên phía LPBank Ninh Bình
đó là Lâm Văn Xanh và Quán Trọng Nghĩa. Mùa giải năm nay thì Lâm Văn Xanh đã không còn khoác áo LP Bank Ninh Bình, còn Quán Trọng Nghĩa thì không còn giữ được phong độ. 2-2-2-4. Thêm một điểm số nữa cho LP Bank Ninh Bình, nhưng vẫn còn hai set point và Quán Trọng Nghĩa và các đồng đội phải đối mặt. Bây giờ thì Đà Nẵng xin timeout, cũng là lần timeout thứ hai của huấn luyện viên Lê Nho Thạnh trong set đấu đầu tiên này. Giày hội ý đã trôi qua. Quyền phát bóng đang thuộc về LP Bank Ninh Bình, nhưng Đà Nẵng đang có được hai set point. Họ chỉ cần thêm một điểm nữa mà thôi để giành chiến thắng ở trong set đấu đầu tiên này. Đường phát bóng của Cú Văn Hoàn. Pha xử lý của Trương Quang Anh Tuấn. Pha đánh bóng của Thanh Tùng. Một điểm số nữa cho LP Bank Ninh Bình. 23-24. Huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đang có trên sân hai mũi đánh rất lợi hại sau vạch 3m, đó là Thanh Tùng và Trần Anh Tú. Quang Thịnh chuyển cho ai? Thanathat. Và đã có điểm số thứ 25 cho Đà Nẵng. Đây là mũi đánh lợi hại nhất của Đà Nẵng ở giai đoạn 1 nội dung nam năm nay, đó là Thanathat Thagwirat. Và chính Thanathat là người đã dứt điểm set đấu đầu tiên, người đã ghi điểm số thứ 25 cho Đà Nẵng để giúp cho thầy trò luyện viên Lê Nho Thạnh rất bất ngờ, tạm thời vươn lên dẫn LP Bank Ninh Bình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi những diễn biến trực tiếp ngày thi đấu thứ 6 nội dung nam giai đoạn 1 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang 2024 với cặp đấu giữa LP Bank Ninh Bình và Đà Nẵng. LP Bank Ninh Bình là những người thi đấu trong trang phục áo màu đỏ, còn Đà Nẵng ra sân với trang phục áo màu trắng xanh. Lúc này thì trận đấu chuẩn bị bước vào set đấu thứ 2 và tỷ số set 1 đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Đà Nẵng. Đà Nẵng đã thắng 25-23 ở trong set đấu đầu tiên, và đó được xem là một kết quả bất ngờ khi mà Đà Nẵng bị đánh giá thấp hơn LP Bank Ninh Bình trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay. Vấn đề của LP Bank Ninh Bình xuyên suốt những trận đấu đã qua chính là bước 1. Ở những mùa giải trước thì LP Bank Ninh Bình hai chủ công thường hỗ trợ libero trong khoản bắt bước 1 là Quản Trọng Nghĩa và Lâm Văn Xanh. Nhưng bây giờ thì Lâm Văn Xanh không thi đấu cho LP Bank Ninh Bình. Chủ công này không tham dự giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia năm nay. Trong khi đó thì Quản Trọng Nghĩa cũng đã phần nào không còn giữ được phong độ
giống như những mùa giải trước đây. Đây là lần đầu tiên mà thành phố Hà Tĩnh đăng cai tổ chức một bảng đấu của giải vô địch quốc gia. Và đánh bóng của Thanathat, người đã chơi rất hay và mang về rất nhiều điểm số cho Đà Nẵng ở trong set đấu đầu tiên. 1-0 cho Đà Nẵng. Thanathat chính là tay đập đã mang về điểm số thứ 25, điểm số quyết định của set 1 cho Đà Nẵng. Anh Phi và Thanh Hải. Bóng vẫn còn trong cuộc. Trung thành không thể bỏ nhỏ qua được hàng chắn của LPU Anh Ninh Bình. Anh Phi sẽ chuyền cho ai đây? Pha xử lý của Trần Anh Tú. Một pha phối hợp không thực sự tốt giữa Anh Phi và Anh Tú. Đây là cơ hội cho Đà Nẵng. Quang Thịnh và Trung Thành, nhưng không qua được tay chắn có lẽ là của Thanh Hải. Một tình huống mà LPU Anh Ninh Bình có hai tay chắn cùng nhảy lên là Quản Trọng Nghĩa và Thanh Hải. Hãy cùng xem. Không phải Thanh Hải mà người chạm bóng có lẽ là Quản Trọng Nghĩa. Điểm cho LPU Anh Ninh Bình 1-1. Thật sự là sẽ có rất nhiều việc mà huấn luyện viên Bùi Trung Thảo cần phải làm để có thể đưa LPU Anh Ninh Bình trở lại với cuộc đua vô địch ở giai đoạn 2 của mùa giải. Một pha phối hợp không tốt của Đà Nẵng, 2-1 cho LPU Anh Ninh Bình. Bóng của Phúc Công Minh Hiếu. Pha ghi điểm của Phúc Công Thanh Hải. Điểm cho LPU Anh Ninh Bình. 3-2. Không phải là một tình huống đập chồng. Thanathat không qua được tay chắn rồi. Người chắn bóng có lẽ là Trần Anh Tú. 4-2 cho LP Bank Ninh Bình. Và đánh bóng của Trung Thành. 3-4. Thanathat phát bóng. Phát bóng ra ngoài. Điểm cho LPU Anh Ninh Bình. 5-3. Hoàng Xuân Trường phát bóng. Điểm cho LPU Anh Ninh Bình. 6-3. Tình huống bám chắn của anh Phi và cô Văn Hoàn. Ngay lập tức thì huấn luyện viên Lê Nhật Thạnh đưa ra sự điều chỉnh. Lê Công Tuấn Huy vào sân để thay cho Lê Trung Thành. Trung Thành đã có những tình huống đánh bóng liên tiếp không qua được các tay chắn của LPU Anh Ninh Bình. Và ngay lập tức thì huấn luyện viên Lê Nhật Thạnh có sự thay đổi ở vị trí chủ công. Và đánh bóng của Tuấn Huy. Có vẻ như là bóng ra ngoài.
và đó là điểm số cho Đà Nẵng. Vừa có tiếng chuông. Như vậy là LP Bank Ninh Bình sẽ challenge. Cao trò của luyện viên Bùi Trung Thảo sẽ challenge với lỗi chạm lưới. Hãy cùng xem là tay chắn của Đà Nẵng có chạm lưới hay không. Năm nay thì lần đầu tiên giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương sẽ sử dụng công nghệ video challenge. Dường như là không có lỗi chạm lưới. Và như vậy là đó là tình huống challenge không thành công của LP Bank Ninh Bình. Thầy trò huấn luyện viên Bùi Trung Thảo chỉ còn một quyền challenge ở trong set đấu thứ hai này nữa mà thôi. Tỷ số bây giờ là 4-6 cho Đà Nẵng. Và đánh bóng của Hoàng Xuân Trường. Bùi Công Tuấn Anh không qua được tay chắn của LP Bank Ninh Bình. 7-4. Nguyễn Huỳnh Anh Phi bắt đầu trở thành cây chuyền hai số 1 của Ninh Bình kể từ trận chung kết của giải vô địch quốc gia năm 2020 khi anh được tung vào sân thay cho Giang Văn Đức. Một pha xử lý đầy bất ngờ của Thanathat. Một tình huống mà Thanathat không thể có được pha đập bóng. Tuy nhiên thì lựa chọn bò nhỏ của đối chuyền người Thái Lan vẫn giúp cho Đà Nẵng có điểm. Phát bóng ra ngoài, điểm cho LP Bank Ninh Bình. 8-5. Tình huống phát bóng của Cố Vân Hà. Cho LP Bank Ninh Bình. Một tình huống bắt bóng bột không tốt của Bùi Công Tuấn Anh. Cú Văn Hoàn cũng là một trong những vận động viên có những pha phát bóng tương đối khó chịu. Cú công bằng áo số 20 thường phát bóng đi liệng. Bùi Công Tuấn Anh. Đây là cơ hội cho Đà Nẵng. Nhưng Bùi Công Tuấn Anh không thể thắng được tay chắn có lẽ là của anh Phi. 10-5 cho LP Bank Ninh Bình. Hãy cùng xem lại tình huống nhảy lên của anh Phi. Và Đà Nẵng đã phải xin tham ảo. Lần hội ý chiến thuật thứ nhất của Đà Nẵng ở trong set đấu thứ hai này. Với cả Đà Nẵng và LP Bank Ninh Bình thì đây đều là trận đấu cuối cùng của họ ở giai đoạn 1 năm nay. Ở giai đoạn 1 thì Đà Nẵng thi đấu 4 trận và LP Bank Ninh Bình chơi 5 trận. Tiếp tục là tình huống phát bóng của Cú Văn Hoàn. Thanathat. Và ghi điểm từ sau vạch 3m thành công của đối chuyền người Thái Lan. 6-10 cho Đà Nẵng.
Trần Anh Tú không phải là một vận động viên có khả năng phòng thủ hàng sau quá ấn tượng. 11-6 cho LP Bank Ninh Bình. Đây sẽ là tình huống phát bóng của anh Phi. Bùi Công Tuấn Anh. Và đó là pha ghi điểm của Thanh Hải. 12-6. Không nhiều lần trong trận đấu ngày hôm nay chúng ta được thấy những tình huống phối hợp ghi điểm giữa anh Phi và Thanh Hải. Cho Ninh Bình. Anh Phi. Tiếp tục là Thanh Hải. Một điểm nữa cho LP Bank Ninh Bình. 13-6. Quảng Trọng Nghĩa đã di chuyển nhưng đó không phải là một tình huống đánh bóng đập chồng của các vận động viên LP Bank Ninh Bình. Một pha đánh lao giữa Thanh Hải và anh Phi. Thanathat. Trần Anh Tú không qua được tay chắn của Đà Nẵng. 7-13 cho Đà Nẵng. Cao trò của huấn luyện viên Lê Nho Thạnh đã cắt được mạch lên điểm của LP Bank Ninh Bình. Và tấn công ở khu vực giữa sân không thành công của Ninh Bình. Bùi Công Tuấn Anh phát bóng. Cho Đà Nẵng. Nỗ lực cứu bóng của libero Duy Phúc. Nhưng Tuấn Huy vẫn mang về thêm một điểm số nữa cho Đà Nẵng. Tuấn 14-8 cho LP Bank Ninh Bình. Tình phối hợp đánh lao dài giữa anh Phi và Thanh Hải. Thanathat bóng chạm trán và đi ra ngoài. Điểm bóng 9-14. Bóng của Trần Anh Tú. Một điểm nữa cho LP Bank Ninh Bình. 15-9. Khi mà khả năng bắt bóng một của LP Bank Ninh Bình được cải thiện thì chúng ta thấy họ đang tạo ra được cách biệt điểm số, đang chơi áp đảo trước Đà Nẵng. Thanathat, một pha bỏ nhỏ vào lỗ Đông Xu. Điểm cho Đà Nẵng 10-15. Pha đánh bóng của Cú Văn Hoàn. Điểm số nữa cho Đà Nẵng 11-15.
điểm cho Đà Nẵng. Có challenge không? Trọng tài xác định anh Tú đánh bóng đi ra ngoài. Ninh Bình đã xin challenge. Đào Phi Bành Ninh Bình cho rằng bóng đã chạm vào tay của vận động viên bên phía Đà Nẵng. Trọng tài Đỗ Văn Trọng đã phải ra trao đổi cùng với trọng tài Nguyễn Ngọc Ánh. Và đúng là bóng đã chạm vào tay chắn. Đó là quyết định của trọng tài. Trọng tài xác định bóng chạm tay vận động viên phòng thủ của giới. Chúng ta sẽ xem lại tình huống này. Như vậy là trọng tài xác định bóng đã chạm vào Thanathat. Mười hai mười sáu. Điểm số nữa cho Đà Nẵng. Xuân Trường. Và cái điểm của Trương Quang Anh Tuấn. 13-16 cho Đà Nẵng. Trần Anh Tú, một trong những người đã từng được huấn luyện viên Lưu Hoan Ninh gọi lên tập trung cùng đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà. Quan Trọng Nghĩa. Thanathat. Hoàng Xuân Trường không qua được tay chắn, có lẽ là của Bùi Công Tuấn Anh. 15-17 cho Đà Nẵng. Như vậy là LPB Ninh Bình đã phải thay vận động viên. Xuân Trường rời sân và Thanh Tùng được đưa vào sân. Trong khi đó bên phía Đà Nẵng thì Hà Văn Viên đã được tung vào sân để tận dụng những tình huống phát bóng. Quan Trọng Nghĩa tiếp tục là một pha block thành công nữa của Đà Nẵng. 16-17. Đà Nẵng đã rút ngắn cách biệt điểm số xuống chỉ còn là tối thiểu. Pha phối hợp có lẽ là hơi chậm của Đào Phi Bành Ninh Bình khi mà có tới 3 vận động viên của Đà Nẵng đã theo chắn Quan Trọng Nghĩa. Và bây giờ thì Ninh Bình đã phải xin time out. Tình huống đánh hai chuyền của anh Phi.
Quản Trọng Nghĩa. Thanathat. Đó là tình huống phòng thủ hàng sau của Thanh Tùng. Tuyệt vời. Phòng thủ hàng sau và cũng chính là người dứt điểm 18-16 cho LPBank Ninh Bình. Theo nhiều thông tin thì Trà Ninh Bình trước đây đã từng phải bỏ ra số tiền lên tới 1 tỷ 3 để chiêu mộ Thanh Tùng từ Hà Nội. Thêm một điểm số nữa cho Đà Nẵng. 17-18. Và đó tiếp tục là Thanh Tùng. 19-17 cho LPBank Ninh Bình. Ninh Bình lúc này đang chơi với 100% nội bình. Thanathat. Bùi Công Tuấn Anh. Anh Phi đẩy bóng cho ai? Đó là Thanh Tùng, nhưng lần này thì đã không qua được tay chắn của Đà Nẵng. 18-19. Hãy cùng xem lại pha block này của Thanathat. Đà Nẵng vẫn đang bám đuổi ở phía sau. Trọng Nghĩa tiếp tục bị block. Và người đã block đó là Lê Công Tuấn Huy. 19-19. Bây giờ thì Đà Nẵng đã săn bằng cách biệt điểm số ở trong set đấu thứ hai. Đã có lúc LPBank Ninh Bình dẫn điểm với khoảng cách tương đối lớn, nhưng bây giờ thì họ đã để cho Đà Nẵng săn lấp cách biệt điểm số ở trong set đấu này. Bùi Công Tuấn Anh phát bóng. Anh Phi và Cụ. Xin lỗi, đó là Thanh Hải. Và ghi điểm của Phú Công Thanh Hải. 20-19. Thanathat vẫn đang là đối chuyển người Thái Lan. Quá khó để có thể phong tỏa được Thanathat. 20-20. Đà Nẵng xin thay vận động viên số 19 ra sân, số 3 vào sân. Đà Nẵng thay vận động viên Hà Văn Viên rời sân và người vào sân là Minh Hiếu. Chúng ta vừa thấy khuôn mặt buồn bã của Anut. Chủ công người Thái Lan có lẽ vẫn còn bị đau và anh chưa thể thi đấu trong trận đấu ngày hôm nay. Thanathat tiếp tục là một điểm số nữa cho Đà Nẵng. 21-20. Nếu có Anut Promchan ở trên sân thì rất có thể LPBank Ninh Bình đã lái trận đấu theo một cục diện khác. LPBank Ninh Bình đã phải xin time out lần thứ hai ở trong set đấu thứ hai này. Kẹp lại đi.
bóng của Thanh Hải. Sau đó là Thanh Tùng. Điểm cho LPB Ninh Bình. 21 đều. Rất căng thẳng. Một điểm số nữa cho Đà Nẵng. Một tình huống đánh nhanh trước chồng trước. 22-21 cho Đà Nẵng. Trận đấu đang diễn ra rất bất ngờ. Đà Nẵng đang gây ra rất nhiều khó khăn cho LP Bank Ninh Bình. Thanathat phát bóng. Và đánh bóng của Thanh Tùng. Một điểm số nữa cho LP Bank Ninh Bình. 22 đều. Thanh Tùng đã từng là cựu đội trưởng của tuyển U23 quốc gia. Vẫn còn trong cuộc. Và 23-22, Trần Anh Tú đã giúp cho LP Bank Ninh Bình một lần nữa vươn lên dẫn điểm. 23-22. Set đấu thứ hai đang trôi dần về cuối và vừa rồi là tiếng tín hiệu xin time out, có lẽ là của Đà Nẵng. LP Bank Ninh Bình đã sử dụng hết cả hai quyền tham ao rồi. Đây là lần tham ao của Đà Nẵng. Xin được đính chính lại là Hà Tĩnh đã từng tổ chức vòng 1 giải vô địch quốc gia vào năm 2020. Sau năm 2020 thì năm nay đến mùa giải 2024, Hà Tĩnh tiếp tục là chủ nhà của một giai đoạn thi đấu giải vô địch quốc gia. Pha đánh bóng của Tuấn Huy. 23 đều cho Đà Nẵng. Rất căng thẳng. Anh Phi, Thanh Tùng. Và đó tiếp tục là một tình huống đánh bóng từ sau vạch 3m thành công của chủ công mang áo số 13. Trương Chí Hiếu, một chủ công trẻ đã được tung vào sân để thay cho anh Phi. Bóng của Thanathat. Thanathat tuyệt vời. Điểm số thứ 25. Điểm số thứ 25 cho LP Bank Ninh Bình. 25-23 và LP Bank Ninh Bình đã gỡ hòa ở set đấu thứ hai. Một quyết định thay chuyền hai và tung vào sân một chủ công để gia tăng khả năng chắn bóng của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đã phát huy hiệu quả. Họ đã có được điểm số thứ 25, điểm số quyết định của set đấu thứ hai với một tình huống block thành công. 25-23. Và như vậy là sau hai set đấu
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi những diễn biến trực tiếp trận đấu vô cùng hấp dẫn giữa Đà Nẵng và LP Bank Ninh Bình. Trận đấu muộn nhất trong khuôn khổ ngày thi đấu thứ 6 giai đoạn 1 nội dung nam của giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang 2024. Hai trận đấu trước đó đều kết thúc chỉ sau 3 set đấu. Nhưng lúc này thì trận đấu giữa Đà Nẵng và LP Bank Ninh Bình ít nhất cũng sẽ phải diễn ra đến set đấu thứ 4, khi mà sau 2 set đấu hai đội đang tạm hòa nhau với tỷ số là 1 đều. Đà Nẵng là những người đã giành phần thắng với tỷ số 25-23 ở trong set đấu đầu tiên, và sang set đấu thứ hai tỷ số cũng là 25-23, nhưng những người có được điểm số thứ 25 lại là LP Bank Ninh Bình. Một set đấu mà huấn luyện viên Bùi Trung Thảo chơi với 100% nội bình. Anut bị chấn thương, còn Arozo được xếp dự bị. Nhưng LP Bank Ninh Bình lại cho thấy được tín hiệu khả quan. Và bây giờ thì ở trong set đấu thứ 3, quan sát trên sân chúng ta cũng có thể thấy LP Bank Ninh Bình đang chơi với 100% nội bình. Thanh Tùng sẽ chơi đối chuyển thay cho Arozo. Anh Phi vẫn là chuyền hai chính của LP Bank Ninh Bình trên sân. Thanh Tùng sẽ là người chơi đối chuyển. Cặp phụ công sẽ là Thanh Hải và Cú Văn Hoàn. Và các chủ công sẽ là Quản Trọng Nghĩa và Trần Anh Tú. Quả cảm ơn thành công. Một tình huống mà hàng sau của LP Bank Ninh Bình đã bắt bước một, khiến bóng dội sang bên phần sân bên kia, và người đã chớp cơ hội là phụ công Minh Hiếu, một trong những mũi ghi điểm lợi hại của Đà Nẵng trong trận đấu ngày hôm nay. Bóng ngoài, một đều cho LP Bank Ninh Bình. Quản Trọng Nghĩa phát bóng. Hai một cho LP Bank Ninh Bình. Trọng tài đã bắt lỗi hai chạm với một vận động viên của Đà Nẵng. Trọng tài đã bắt lỗi hai chạm với cây chuyền hai Quang Thịnh. Điểm 3-1 cho LP Bank Ninh Bình. Một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Quản Trọng Nghĩa. Thanathat. Lần này đến lượt vận động viên của LP Bank Ninh Bình bị bắt lỗi hai chạm. 2-3 cho Đà Nẵng. Lỗi hai chạm và lỗi dính bóng là những lỗi sẽ không được challenge. Ba đều. Bình 4-3. Một tình huống phối hợp đánh nhanh giữa anh Phi và Thanh Hải. Thanh Hải phát bóng. Năm ba cho LP Bank Ninh Bình. Đúng là khi chơi với 100% nội bình thì Ninh Bình lại đang tỏ ra khởi sắc. Ừ.
Thêm một điểm số nữa cho LPB Anh Ninh Bình 6-3. Đó là một pha block thành công. Lê Công Tuấn Huy rời sân và người vào sân đó là Trần Minh Khuyến. Chúng ta vừa xem lại tình huống đánh biên thu của Minh Khuyến. Lần này thì đã có điểm số cho LPB Anh Ninh Bình 7-4. Người đã ghi điểm trong tình huống vừa rồi là Thanh Tùng với một pha chắn bóng. Pha phát bóng ăn điểm ngay. 8-4 cho LPB Anh Ninh Bình. Thanh Tùng đang chơi rất hay khi được tung vào sân. Từ vai trò dự bị cho Arozo, bây giờ Thanh Tùng lại đang đóng vai trò kép chính. Và đó là pha ghi điểm của Trần Anh Tú. 9-4. Một pha đập giãn biên. Cách biệt là 5 điểm và Đà Nẵng đã phải xin time out từ rất sớm ở trong set đấu thứ 3 này. Một tình huống đánh bóng chéo sân của Tú MC. Huấn luyện viên Lê Nho Thạnh đã phải sử dụng một trong hai quyền tham ảo ở trong set đấu thứ 3 này từ rất sớm. Với đội hình trên sân lúc này của Ninh Bình LP Bank thì họ có hai vận động viên đều có khả năng ghi điểm từ sau vạch 3m rất lợi hại, là Thanh Tùng và Trần Anh Tú. Pha đánh bóng của Minh Khuyến. 5-9. Thêm một điểm số nữa cho Đà Nẵng. Điểm cho Đà Nẵng 6-10. Phản đánh bóng của Quản Trọng Nghĩa, bóng đã chạm vào tay chắn Đà Nẵng rồi. Điểm cho LP Bank Ninh Bình 11-6. Thank you.
Không được. Pha đánh bóng không qua lưới của Tuấn Anh. Mười hai bảy, thêm một điểm nữa cho LP Bank Ninh Bình. Điểm cho Đà Nẵng. Như vậy trọng tài xác định Bùi Công Tuấn Anh đã đánh bóng đi trong sân. Và LP Bank Ninh Bình đã xin challenge. Và có vẻ như đó là một tình huống challenge thành công của LP Bank Ninh Bình. Đúng là như vậy, bóng đã đi ra ngoài. Tỷ số lúc này là 13-7 cho LP Bank Ninh Bình. Thanathat. Tiếp tục là Thanathat. Nhưng bóng vẫn còn trong cuộc. Và lần này đã có điểm số cho Đà Nẵng 8-13. Cho LP Bank Ninh Bình. Cái biệt lúc này là 7 điểm. Thì một phát bóng của Quan Trọng Nghĩa. Bùi Công Tuấn Anh không thể có được tình huống phòng thủ hàng sau thành công của Duy Phúc. 9-15. Một điểm số nữa cho Đà Nẵng. Thanathat. Mười mười lăm cho Đà Nẵng. Huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đã nhắc các học trò của mình phải cẩn thận với tình huống chuyền sau đầu của chuyền hai bên phía Đà Nẵng, nhưng cuối cùng thì Đà Nẵng vẫn có điểm trong pha bóng vừa rồi. Và điểm cho LP Bank Ninh Bình 16-10 là ghi điểm của Thanh Hải. Nếu như LP Bank Ninh Bình có được phần thắng ở trong set đấu thứ hai này thì nhiều khả năng đội hiện tại sẽ được huấn luyện viên Bùi Trung Thảo tiếp tục giữ nguyên ở trong set đấu thứ tư. Không có vận động viên ngoại nào trên sân nhưng LP Bank Ninh Bình lại đang tỏ ra hiệu quả. Điểm cho Đà Nẵng 11-16. Điểm
Thanathat. 12-16, thêm một điểm số nữa cho Đà Nẵng. LP Bank Ninh Bình vừa có sự thay đổi về mặt nhân sự. Cú Văn Hoàn rời sân và người vào sân là Hùng Cường. Sự thay đổi ở vị trí phụ công. Nhưng vừa có thêm một điểm số nữa cho Đà Nẵng, 13-16. Hùng Cường đã mang về thêm một điểm nữa cho LP Bank Ninh Bình, 17-13. Hùng Cường, Hoàng Xuân Trường và Trần Anh Tú, đó là ba vận động viên đã gia nhập LP Bank Ninh Bình từ Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Thanh Tùng phát bóng, lần này thì Tùng đã phát bóng không qua lưới và điểm 14-17 cho Đà Nẵng. Bây giờ thì thứ tự phát bóng xoay đến vị trí của Thanathat. Mười tám mười bốn cho LP Bank Ninh Bình. Điểm cho LP Bank Ninh Bình, 19-14, và đó là pha block thành công của các tay chắn Ninh Bình với tình huống đánh bóng ở biên 4 của Minh Khuyến. Một tình huống chắn đôi với Hùng Cường và Anh Phi. Minh Khuyến, điểm cho Đà Nẵng, 15-19. Thanathat không qua được tay chắn của LP Bank Ninh Bình. 20-15. Một điểm số nữa cho Quảng Trọng Nghĩa và các đồng đội. Cách biệt đang là 5 điểm và LP Bank Ninh Bình cũng chỉ cần thêm 5 điểm nữa để giành chiến thắng ở trong set đấu thứ 3 này. Một pha chắn đôi với Quảng Trọng Nghĩa và Hùng Cường nhảy chắn. Quang Thịnh chuyển cho ai đây? Đó là Bùi Công Tuấn Anh. 16-20. Thêm một điểm nữa cho LP Bank Ninh Bình. Như vậy là Quảng Trọng Nghĩa đã rời sân để nhường lại vị trí cho Xuân Trường. Sự thay đổi ở vị trí chủ công của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo. Yeah.
Và bây giờ thì Đà Nẵng đã phải xin time out lần thứ 2 ở trong set đấu thứ 3 này. Người vừa ghi điểm là Hoàng Xuân Trường. Còn trước đó người đã có được một pha phòng thủ hàng sau thành công là anh Phi. Huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đã trở nên thoải mái hơn khá nhiều khi mà đội bóng của ông đã gỡ hòa ở set đấu thứ 2 và lúc này thì đang dẫn điểm ở trong set đấu thứ 3. Pha đánh bóng của Bùi Công Tuấn Anh. Tình huống phối hợp đánh nhanh trước chồng trước của Đà Nẵng 17-22. Xuân Trường cũng đánh bóng đi ra ngoài. Hãy cùng xem bóng có chạm tay chắn hay không. Và LP Bank Ninh Bình xin tham ảo. Và tình huống vừa rồi thì trọng tài xác định Xuân Trường đánh bóng ra ngoài và không chạm chắn. Đó là điểm số cho Đà Nẵng 19-22. Khi còn thi đấu thì huấn luyện viên Bùi Trung Thảo chơi ở vị trí chủ công. Và vừa rồi trong 30 giây hội ý chiến thuật thì chúng ta có thể thấy huấn luyện viên trưởng của LP Bank Ninh Bình vừa có những tình huống nhắc nhở với Hoàng Xuân Trường. Và Thanh Hải đã mang về điểm số thứ 23 cho LP Bank Ninh Bình. Cách biệt lại là 5 điểm. Cách biệt lại là 4 điểm. Quảng Trọng Nghĩa đã được tung trở lại sân. Điểm số thứ 24 cho LP Bank Ninh Bình, 24-19, trọng tài đã bắt lỗi với vận động viên. Đó có vẻ như là lỗi hai chạm với Quang Thịnh. Chuyền hai của Đà Nẵng, set point cho LP Bank Ninh Bình. Pha đánh bóng của Thanathat nhưng không qua được tay chắn của LP Bank Ninh Bình. 25-19 và LP Bank Ninh Bình đã tận dụng thành công ngay ở set point đầu tiên mà họ có được. 25-19, LP Bank Ninh Bình kết thúc set đấu thứ 3 với chiến thắng và tạm thời dẫn Đà Nẵng 2-1.
vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi những diễn biến trực tiếp trận đấu giữa Đà Nẵng và LP Bank Ninh Bình. Trận đấu trong khuôn khổ ngày thi đấu thứ 6 giai đoạn 1 nội dung nam giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2024. Đà Nẵng là những người thi đấu trong trang phục áo màu trắng, còn LP Bank Ninh Bình thi đấu trong trang phục áo màu đỏ. Lúc này thì cuộc đối đầu giữa hai đội chuẩn bị bước vào set đấu thứ 4. Và sau 3 set đấu, tỷ số đang tạm thời là 2-1 nghiêng về LP Bank Ninh Bình. Như vậy là set đấu thứ 4 thì huấn luyện viên Bùi Trung Thảo vẫn sử dụng 100% vận động viên nội thi đấu ở trên sân. Dù cho đội bóng của ông đã chiêu mộ tới 2 ngoại binh ở giai đoạn 1 năm nay. Trong khi đó với Đà Nẵng, họ vẫn đặt trọn niềm tin vào Thanathat. Thực tế thì tay đập người Thái Lan cũng là vận động viên thi đấu hiệu quả nhất bên phía Đà Nẵng kể từ đầu trận. Nguyễn Huỳnh Anh Phi, chuyền hai của LP Bank Ninh Bình chuẩn bị phát bóng bắt đầu set đấu thứ tư. Một không cho LP Bank Ninh Bình. Phạt đánh bóng của Thanh Tùng. Anh Phi. Một tình huống đánh nhanh trước chồng trước. Pha bỏ nhỏ hơi hiền của anh Tú. Và đã có điểm số cho Đà Nẵng 1-1. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha đánh y của Thanathat và anh Phi đã không thể có được một tình huống phòng thủ hàng sau thành công. Thanh Hải mang về điểm số thứ 2 cho LP Bank Ninh Bình trong set đấu thứ 4. Ngay sau khi chuyển tới thi đấu từ Thành phố Hồ Chí Minh thì Thanh Hải đã trở thành một trong hai phụ công chính của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo. Bên cạnh Cú Văn Hoàng. Điểm cho Đà Nẵng. Bóng chạm chắn và đi ra ngoài. Hai đều. Người phát bóng là phụ công Minh Hiếu. Và ngày mai thì giai đoạn 1 nội dung nam giải bóng chuyền quốc gia vô địch quốc gia sẽ khép lại với những diễn biến của ngày thi đấu thứ 7, ngày thi đấu cuối cùng của giai đoạn 1. 3 cặp đấu diễn ra vào ngày mai lần lượt. Và lúc 14 giờ sẽ là cuộc đối đầu giữa Sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long gặp Hà Nội. Sau đó vào lúc 17 giờ đội Kim Việt Senex Khánh Hòa sẽ gặp chủ nhà Hà Tĩnh. Và trận đấu muộn nhất trong ngày mai đó là cuộc đối đầu giữa Thể Công Tân Cảng và La Vi Long An diễn ra vào lúc 20 giờ. Cả 3 trận đấu ngày mai đều sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Và đánh bóng của Thanh Tùng. Anh Phi đang tỏ ra rất đau đớn ở trên sân.
Cây chuyền hài số 1 của LP Bank Ninh Bình đã gặp vấn đề với cổ chân trái. Một tình huống tiếp đất không tốt của anh Phi. Không biết là cây chuyền hài quê Đắk Lắk có thể tiếp tục thi đấu được hay không. Nhưng nếu anh Phi không thể thi đấu thì đó sẽ là tổn thất rất lớn với huấn luyện viên Bùi Trung Thảo. Đây là trận đấu cuối cùng của LP Bank Ninh Bình ở giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia năm nay. Anh Phi đã tiếp đất không thành công. Không có ai va chạm với cây chuyền hài của LP Bank Ninh Bình trong tình huống tiếp đất vừa rồi. Và huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đã phải thay vận động viên. Một sự thay đổi người bất đắc sĩ. Anut, vận động viên người Thái Lan chủ công của LP Bank Ninh Bình, cũng đã phải ngồi ngoài sau khi bị đau trong trận đấu với Sanek Khánh Hòa. Và bây giờ đến lượt anh Phi. LP Bank Ninh Bình đang lấy lại thế trận và đang hướng đến màn lội ngược dòng trước Đà Nẵng. Thì bây giờ họ lại mất đi chuyền hài số 1 của mình. Bùi Văn Mạnh, cây chuyền hài gia nhập LP Bank Ninh Bình ở mùa giải năm nay từ La Vi Long An, đã được tung vào sân để thay cho anh Phi. Một sự thay đổi người bất đắc sĩ của LP Bank Ninh Bình. Thành Tùng phát bóng ra ngoài, điểm 4 đều cho Đà Nẵng. Trận đấu đang diễn ra theo chiều hướng có lợi cho LP Bank Ninh Bình thì họ phải đón nhận tổn thất rất lớn. Vị trí chuyền hài được xem là một mắt xích vô cùng quan trọng, chiếm tới 50% sức mạnh của đội bóng. Nhưng Bùi Văn Mạnh vừa có một tình huống đánh hai chuyền thành công. 5-4 cho LP Bank Ninh Bình. Trước khi chuyển tới Cố đô Hoa Lư ở mùa giải năm nay thì Bùi Văn Mạnh là cây chuyền hài của La Vi Long An. Pha ghi điểm của Trung Thành. 5 đều. Bùi Văn Mạnh chuyển bóng cho Thanh Tùng. Pha tấn công từ hàng sau của đội chuyền số 13 đã không thành công. Pha chớp thời cơ rất nhanh của Quang Thịnh. 6-5 cho Đà Nẵng. Như vậy chúng ta có thể thấy Hùng Cường đã xuất hiện trên sân. Hùng Cường vào sân thay cho Cù Văn Hoàn. Bùi Văn Mạnh. Và đó là pha ghi điểm của Hùng Cường. 6 đều. Một tình huống tổ chức tấn công ở vị trí số 3. 6 đều cho LP Bank Ninh Bình. Pha đánh bóng của Thanathat. Thanathat có lẽ là đã đánh bóng trúng vào người của Hùng Cường. Mọi người vẫn thường nói vui những pha bóng như thế này là những tình huống đóng dấu. Pha đập trống thành công. Một tình huống đập trống thành công của LP Bank Ninh Bình và người dứt điểm là Quản Trọng Nghĩa.
theo thông tin bên ngoài sân thì anh Phi đã bị lật cổ chân và chắc chắn là anh sẽ không thể tiếp tục thi đấu ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và ghi điểm của Thanathat và đánh biên thủ ở vị trí số 4. 8-7 cho Đà Nẵng. Lúc này thì LPU Anh Ninh Bình chỉ còn đúng chuyền hai Bùi Văn Mạnh. Đều. Quả Trọng Nghĩa phát bóng. Và xử lý là của Trần Anh Tú. Thanathat đánh bóng xuyên chắn và thêm một điểm số nữa cho Đà Nẵng 9-8. Mọi thứ đã bắt đầu trở nên khó khăn với LP Bank Ninh Bình. Họ đã thắng set 2, đã thắng set 3. Và khi đang dẫn điểm ở trong set đầu thứ 4 thì lại mất đi cây chuyền hai số 1 của mình. Block thành công. Hai tay chắn của Đà Nẵng đã phong tỏa Trần Anh Tú ở biên 4 trong tình huống đánh bóng vừa rồi. Thêm một điểm số nữa cho Đà Nẵng. Pha đánh nhanh của Thanh Hải. 9-10 cho LP Bank Ninh Bình. Khá là đáng tiếc cho LP Bank Ninh Bình khi mà ở mùa giải 2024 này họ đã chia tay với chuyền hai kỳ cựu Giang Văn Đức, người lúc này đã giải nghệ. Đó là điểm số cho Đà Nẵng. Có lẽ sẽ có tình huống xin challenge của LP Bank Ninh Bình. Huấn luyện viên Bùi Trung Thảo sẽ challenge với tình huống mà ông cho rằng bóng đã chạm vào vận động viên của Đà Nẵng. Hãy cùng xem pha đánh bóng này của Trần Anh Tú. Bóng có vẻ như đã sượt qua những đầu ngón tay của Thanathat. Nhưng chúng ta sẽ cùng chờ tình huống video challenge để xem là bóng có thật sự chạm tay hay không. Nhưng pha quay chậm vừa rồi cho thấy có vẻ như là bóng đã sượt qua tay của Thanathat. Không, bóng không chạm vào một tay chắn nào. Các cầu thủ LP Bank Ninh Bình không đồng ý. Như vậy là trọng tài xác định bóng không chạm vào tay chắn của Đà Nẵng. Và đó là điểm số cho Đà Nẵng. Tỷ số là 11-9. Một pha challenge không thành công của LP Bank Ninh Bình và họ cũng vừa mất thêm một điểm nữa. 12-9 cho Đà Nẵng. Và bây giờ thì LP Bank Ninh Bình xin tham ảo. Lần tham ảo thứ nhất của LP Bank Ninh Bình ở trong set đấu thứ tư này. Mọi thứ đang rất khó khăn với huấn luyện viên Bùi Trung Thảo.
Bước vào trận đấu này thì ông không có sự phục vụ của chủ công người Thái Lan Anut Promchan, người đã bị đau sau trận đấu với Sanek Khánh Hòa. Và bây giờ thì ông cũng tiếp tục mất đi cây chuyền hai số 1 Nguyễn Huỳnh Anh Phi, người đã bị lật cổ chân sau một tình huống tiếp đất. Thanathat phát bóng ra ngoài, điểm cho Yakubank Ninh Bình 10-12. Tình huống phát bóng của Thanh Tùng, phát bóng không qua lưới, 13-10 cho Đà Nẵng. Bùi Văn Mạnh một tình huống đánh hai chuyền, 11-13 cho Yakubank Ninh Bình. Bóng của Trung Thành và đó là điểm cho Đà Nẵng. Trung Thành đánh bóng đi ra ngoài nhưng trọng tài xác định bóng đã chạm vào tay chắn của LPBank Ninh Bình. Đó là điểm cho Đà Nẵng 14-11. Trương Quang Anh Tuấn rời sân và người vào sân là Hà Văn Viên. Văn Viên vẫn thường được tung vào sân khi mà cầu thủ này ở vị trí phát bóng. Pha ghi điểm của Hùng Cường. Hùng Cường phát bóng. Không thắng được tay chắn của LPBank Ninh Bình. 13-14 cho LPBank Ninh Bình. Tình huống tổ chức tấn công ở vị trí số 3 không thành công của Đà Nẵng. Lần này thì Đà Nẵng đã có điểm. Minh Hiếu đã giúp cho Đà Nẵng có được điểm số thứ 15 ở trong set đấu thứ tư này. Trần Anh Tú đã không thể có được một tình huống phòng thủ hàng sau thành công. Tiếp tục là Thanh Hải. 14-15 cho LPBank Ninh Bình. Cách biệt là một điểm. Văn Mạnh phát bóng. Đánh bóng của Trung Thành. Và vẫn là sự phối hợp giữa Văn Mạnh và Thanh Hải. 15 đều cho LPBank Ninh Bình. Những đường chuyền trong quãng thời gian vừa qua của Văn Mạnh đều hướng đến vị trí của các phụ công Hùng Cường và vừa qua là Thanh Hải. Bóng ngoài và đây là điểm số cho Đà Nẵng. 16-15. Năm nay thì giải vô địch quốc gia thi đấu theo thể thức vòng tròn và mỗi một trận đấu đều rất quan trọng bởi kết thúc giai đoạn thi đấu vòng tròn chỉ có 4 đội
được vào thi đấu vòng bán kết để tranh chức vô địch mà thôi. Một tình huống không ăn ý của LP Bank Ninh Bình. Bùi Văn Mạnh, Thành Tùng không thắng được tay chắn của Đà Nẵng 18-15. Pha bóng vừa rồi của Thành Tùng cũng phần nào cho thấy vấn đề hiện tại của LP Bank Ninh Bình. Cây chuyền hai Bùi Văn Mạnh chơi rất ăn ý và hiệu quả với các phụ công, nhưng ở những tình huống đẩy bóng ra biên cho các chủ công và đối chuyền thì lại thường xuyên bị chặn bởi hàng chắn của Đà Nẵng. Phát bóng ăn điểm ngay. Duy Phúc và Quản Trọng Nghĩa đã nhường nhau 19-15 cho Đà Nẵng. Trận đấu này có lẽ sẽ phải phân định thắng thua bằng set đấu thứ 5 mất thôi. Và huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đã phải xin time out lần thứ 2 ở trong set đấu thứ 4 này. Ông đã phải sử dụng hết cả hai quyền time out của mình từ rất sớm. Chúng ta có thể thấy được sự không hài lòng của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo với cây chuyền hai trên sân lúc này của LP Bank Ninh Bình. Và thực sự lúc này thì người hâm mộ của Ninh Bình có lẽ đang rất nhớ đến người đội trưởng ở những mùa giải trước, Giang Văn Đức. Họ đã mất đi chuyền hai số 1 Nguyễn Huỳnh Anh Phi. Và phương án dự phòng cho Anh Phi đang vấp phải nhiều vấn đề. Bùi Văn Mạnh và Thanh Hải. Tiếp tục là một pha phối hợp nữa giữa Văn Mạnh và Phụ Công. 16-19 cho LP Bank Ninh Bình. Bây giờ thì Đà Nẵng xin time out. Lần time out đầu tiên của Đà Nẵng ở trong set đấu thứ tư này sẽ làm giảm sự hưng phấn của Ninh Bình LP Bank. Có lẽ là Văn Mạnh đang phải chịu áp lực rất lớn. Anh vào sân thay người khi mà anh Phi đã bị chấn thương, khi mà anh Phi đã giúp cho LP Bank Ninh Bình có được một thế trận thuận lợi trước Đà Nẵng. Vừa có một điểm số nữa cho LP Bank Ninh Bình. Tỷ số lúc này là 17-19 và Quản Trọng Nghĩa là người phát bóng. Tiếp tục là pha ghi điểm của Thanh Hải, 18-19 cho LP Bank Ninh Bình, cách biệt còn một điểm mà thôi. Vừa có thêm một điểm số nữa cho Đà Nẵng. Và đó là một tình huống bỏ nhỏ của Minh Khuyến bằng kỹ thuật chuyền bóng cao tay.
19-20. Chúng ta hãy cùng xem lại pha đánh bóng của Đà Nẵng. 21-19, Bùi Công Tuấn Anh sẽ được tung vào sân để thay cho Thanathat. Có lẽ là huấn luyện viên Lê Nho Thạnh muốn giữ cho đối chuyền người Thái Lan để anh sẽ trở lại sân. Kỳ set đấu này trôi về những điểm cuối, huấn luyện viên Lê Nho Thạnh muốn tạo cơ hội nghỉ ngơi cho đối chuyền người Thái Lan. Thanathat đã chơi suốt từ đầu trận, bóng ngoài và đó là điểm số cho Đà Nẵng. Rất đáng tiếc cho LP Bank Ninh Bình, 22-19 rồi. Thanh Tùng, điểm cho LP Bank Ninh Bình. 20-22. Đà Nẵng xin challenge. Như vậy là huấn luyện viên Lê Nho Thạnh đã xin challenge. Ông cho rằng Thanh Tùng đã đánh bóng đi ra ngoài. Nhưng đúng là bóng trong sân, rất rõ ràng. Đó là tình huống challenge không thành công của Đà Nẵng. Quyết định của trọng tài là chuẩn xác. Và Thanathat đã được tung trở lại sân. Cho Đà Nẵng, trận đấu này có lẽ sẽ phải phân định thắng thua bằng set đấu thứ 5. Đó là pha ghi điểm của chủ công Trần Minh Khuyến. Một tình huống đánh bóng đi chéo sân. Block thành công, 24-20. Set point. Set point cho Đà Nẵng. Chuyền hai là vị trí được đánh giá là nắm giữ 50% sức mạnh của mỗi đội bóng. Và lúc này thì LP Bank Ninh Bình không thể có được chuyền hai số 1 của mình. Anh Phi chấn thương và chắc chắn anh sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Và LP Bank Ninh Bình từ đội bóng dẫn điểm ở trong set đầu thứ 4 thì bây giờ lại đang phải nỗ lực để cứu lấy từng set point một. 21-24. Hùng Cường vừa cứu được một set point cho LP Bank Ninh Bình. Tình huống phát bóng của Trần Anh Tú. Set point thứ 2 đã được LP Bank Ninh Bình cứu. 22-24. Và bây giờ thì huấn luyện viên Lê Nho Thạnh đã phải xin time out, lần time out thứ 2 của Đà Nẵng. Họ vừa để cho LP Bank Ninh Bình có được 2 điểm liên tiếp nhưng vẫn còn cơ hội để giành chiến thắng ở set đấu này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thanathat đã mang về điểm số thứ 25 cho Đà Nẵng, 25-22. Trận đấu này sẽ phải phân định thắng thua bằng set đấu thứ 5. Đà Nẵng đã gỡ hòa 2 đều, 25-22 cho Đà Nẵng. Thầy trò luyện viên Lê Nho Thạnh vừa có được lợi thế về mặt tâm lý khi đã kéo trận đấu vào tới set đấu thứ 5, và vừa có được lợi thế về con người khi mà LP Bank Ninh Bình họ không có chủ công Anut Promchan vì chấn thương, và cũng không có cả cây truyền hai số 1 Nguyễn Huỳnh Anh Phi ở trong. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi diễn biến set đấu thứ 5, set đấu quyết định của trận đấu giữa Đà Nẵng và Ninh Bình LP Bank, trận đấu cuối cùng và cũng là trận đấu hấp dẫn nhất trong ngày thi đấu thứ 6 của giai đoạn 1 nội dung nam giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang 2024. Đà Nẵng là những đội đã thắng set 1 và set đấu thứ 2 cũng như set đấu thứ 3, phần thắng đã thuộc về Ninh Bình LP Bank. Nhưng khi mà tưởng như Ninh Bình LP Bank sẽ dứt điểm được trận đấu ở trong set đấu thứ 4 thì họ lại bất ngờ phải chịu tổn thất rất lớn khi mà cây truyền hai Nguyễn Huỳnh Anh Phi bị lật cổ chân và không thể tiếp tục thi đấu. Việc Anh Phi không thể tiếp tục thi đấu đã giúp cho Đà Nẵng lấy lại thế trận và thắng set đấu thứ 4 để kéo trận đấu vào tới set 5. Quang Thịnh vừa phát bóng mở đầu cho set đấu thứ 5 và đội có điểm số đầu tiên trong set đấu này đó là LP Bank Ninh Bình với pha ghi điểm của phụ công Thanh Hải. Thanh Hải và cây truyền hai Bùi Văn Mạnh đã chơi rất ăn ý ở trong set đấu thứ 4. Nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp cho LP Bank Ninh Bình giành chiến thắng ở set đấu vừa qua. Đó là điểm cho Đà Nẵng rồi. Trọng tài bắt lỗi dính bóng. Lỗi dính bóng với một vận động viên của LP Bank Ninh Bình. Mọi thứ đang rất khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Bùi Trung Thảo. Họ đã bị bắt lỗi dính bóng và bây giờ thì Đà Nẵng đang tạm dẫn 2-1 ở trong set đấu thứ 5. Người phát bóng là chủ công Trung Thành. Bùi Văn Mạnh. Và đó là pha đánh bóng của Trần Anh Tú. Một tình huống đánh len.
Tình huống phát bóng của Phụng Công Thanh Hải. Điểm cho Đà Nẵng với pha ghi điểm ở biên 4 của chủ công số 13 Minh Khuyến. Điểm cho LB Bank Ninh Bình. 3 đều. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Pha ghi điểm của Phụ Công Hùng Cường. Tình huống phát bóng của đối chuyền Thanh Tùng. Cho Đà Nẵng. Thanathat phát bóng. Bùi Văn Mạnh chuyển cho ai đây? Pha xử lý của Trần Anh Tú, đó là một tình huống bỏ nhỏ. Bốn đều. Và anh Tú là người phát bóng tiếp theo. Năm bốn cho LP Bank Ninh Bình. Đây là Bùi Công Tuấn Anh, người giàu kinh nghiệm nhất bên phía Đà Nẵng, nhưng lúc này đang ngồi trên ghế dự bị. Thanathat đánh bóng từ sau vạch 3m và thêm một điểm số nữa cho Đà Nẵng, 5 đều. Điểm cho Đà Nẵng 6 đều. Người ghi điểm là Trương Quang Anh Tuấn. Sự thay đổi ở vị trí phụ công của huấn luyện viên Lê Nho Thạnh, Hà Văn Viên được tung vào sân để tận dụng những tình huống phát bóng của Hà Văn Viên. Bùi Văn Mạnh. Và đó là pha ghi điểm của Thanh Hải. 7-6 cho LP Bank Ninh Bình. Tiếp tục là một tình huống đánh nhanh của phụ công Thanh Hải. Văn Mạnh phát bóng. Thanathat. Và đó là pha chớp cơ hội của trung thành. 7 đều. Set đầu thứ 5 vẫn đang diễn ra rất giằng co.
mỗi trận đấu ở giải vô địch quốc gia năm nay đều rất quan trọng với tất cả các đội bóng. Bởi lẽ năm nay giải vô địch quốc gia thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. Mỗi đội sẽ lần lượt đối đầu với 8 đội bóng còn lại. Và sau khi kết thúc các trận đấu vòng tròn thì chỉ có 4 đội đứng đầu trong số 9 đội bóng mới giành quyền vào chơi ở vòng đấu bán kết để tranh chức vô địch. Tỷ số đang là 8-7 cho LP Bank Ninh Bình. Hai đội đổi sân và Quảng Trọng Nghĩa sẽ phát bóng. Thanathat 8 đều rồi. Với cả Đà Nẵng và LP Bank Ninh Bình thì đây đều là trận đấu cuối của họ ở giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia năm nay. Một chiến thắng hay một thất bại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những toàn tính ở giai đoạn 2 diễn ra vào cuối năm. 9-8 cho Đà Nẵng. Một trận đấu giằng co giữa hai đội bóng bước vào mùa giải vô địch quốc gia năm nay với những mục tiêu khác nhau. Bùi Văn Mạnh chuyền cho ai? Và đó là Thanh Hải. Nhưng bóng đi ra ngoài. Trọng tài xác định bóng đi ra ngoài. Và 18 cho Đà Nẵng. Huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đã phải xin time out. Vẫn là những lời nhắc nhở với truyền hài của mình. 30 giây hội ý đã trôi qua. Sự phối hợp giữa Bùi Văn Mạnh và các vị trí chủ công không thực sự hiệu quả trong quãng thời gian vừa qua. Thanh Tùng giúp cho LP Bank Ninh Bình rút ngắn tỷ số xuống còn 9-10. Thanh Hải phát bóng. Pha đánh bóng của Minh Khuyến. Quả Trọng Nghĩa đã không bọc lót cho Văn Mạnh trong tình huống vừa rồi. Chủ công mang áo số 4 đứng chôn chân và 11-9 cho Đà Nẵng. Hà Văn Viên rời sân và Trương Quang Anh Tuấn đã được tung trở lại sân khi mà vị trí của Văn Viên xoay lên hàng trên. Minh Hiếu phát bóng. Thanh Tùng. Điểm cho LP Bank Ninh Bình 10-11. LP Bank Ninh Bình có hai tay đập thượng hạng ở hai biên là Trần Anh Tú và Thanh Tùng. Và vấn đề bây giờ là họ có được nhận bóng hay không thôi. Điểm cho Đà Nẵng 12-10. Niềm vui của các vận động viên dự bị của Đà Nẵng, họ đang đứng trước cơ hội có thêm được một trận thắng nữa ở giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia năm nay.
Với Đà Nẵng thì mỗi trận thắng đều vô cùng quý giá, bởi mục tiêu của họ ở giải vô địch quốc gia năm nay chắc chắn vẫn chỉ là trụ hạng mà thôi. Phát bóng đi ra ngoài, 11-12 điểm cho LB Bank Ninh Bình. Đà Nẵng xin tham ao. Lần hội ý chiến thuật 30 giây đầu tiên của Đà Nẵng ở trong set đấu quyết định này. Với cả Đà Nẵng của huấn luyện viên Lê Nho Thạnh và Ninh Bình LP Bank của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo thì đây là trận đấu thứ hai ở giải vô địch quốc gia năm nay. Họ phải thi đấu set đấu thứ 5. Ở trận đấu 5 set trước đó thì Đà Nẵng đã để thua 2-3 trước La Vi Long An, trong khi LP Bank Ninh Bình thắng 3-2 trước Hà Nội. Hoàng Xuân Trường đã được tung vào sân để thay thế cho Văn Mạnh. Bây giờ thì LP Bank Ninh Bình không có một chuyền hay thực sự trên sân, nhưng họ có tới 3 tay đập ở hàng trên. Nhưng đó là điểm số cho Đà Nẵng. Đối chuyền Thanathat vẫn đang là ngòi nổ rất nguy hiểm bên phía Đà Nẵng. Đà Nẵng thay vận động viên Minh Khuyến rời sân và người vào sân là Bùi Công Tuấn Anh. Còn bên phía LP Bank Ninh Bình thì Xuân Trường đã ngay lập tức phải rời sân để nhường lại vị trí cho Bùi Văn Mạnh. Và Ninh Bình xin tham ao, lần tham ao thứ hai của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo. Sau lần tham ao này thì LP Bank Ninh Bình đã hết quyền tham ao trong trận đấu ngày hôm nay. Đà Nẵng thì vẫn còn một lần. Thầy trò huấn luyện viên Lê Nho Thạnh đang đứng trước cơ hội có được chiến thắng thứ hai ở giải vô địch quốc gia năm nay. Cách biệt đang là 2 điểm và Đà Nẵng cũng chỉ còn cách chiến thắng chung cuộc 2 điểm nữa mà thôi. Tình huống phát bóng của Bùi Công Tuấn Anh. Đà Nẵng đã bị trọng tài cảnh cáo vì trì hoãn trận đấu. Thẻ vàng cho Trung Thành. Nhưng cũng may là chưa bị phạt điểm. Bùi Công Tuấn Anh phát bóng. Pha đánh bóng của Thanh Tùng. Tình huống phòng thủ hàng sau của Thanathat. Bùi Văn Mạnh và Thanh Tùng. Không được rồi. Thanh Tùng đã không qua được tay chắn của Trung Thành. 14-11. LP Bank Ninh Bình xin challenge. Huấn luyện viên Bùi Trung Thảo cho rằng Trung Thành đã mắc lỗi chạm lưới trong tình huống vừa rồi. Hãy cùng xem tay chắn của Đà Nẵng có chạm lưới hay không. Có vẻ như là Trung Thành đã chạm lưới. Nhưng chúng ta sẽ phải chờ công nghệ video challenge vào cuộc. Sẽ là điểm số thứ 14 cho Đà Nẵng hay là điểm số thứ 12?
cho LP Bank Ninh Bình. Đó là điểm số thứ 12 cho LP Bank Ninh Bình. Trung thành đúng là đã chạm lưới. Một quyết định challenge chuẩn xác của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo. Cách biệt chỉ là một điểm mà thôi. 12-13 cho LP Bank Ninh Bình. Trận đấu đang diễn ra rất hay. Đây sẽ là tình huống phát bóng của Hùng Cường. Trung thành. Tình huống phòng thủ của Hùng Cường, Thanh Tùng. 13 đều cho LP Bank Ninh Bình. Đó là lý do mà Arozo, đối chuyền người Cuba, đang phải ngồi trên ghế dự bị. Thanh Tùng chơi quá hay khi được tung vào sân để thay cho Arozo ở vị trí đối chuyền. Như vậy là cả hai đội bóng đều đã sử dụng hết quyền time out ở trong set đấu quyết định này. 13 đều. Rất căng thẳng. Trung thành. 14-13 cho Đà Nẵng. Đà Nẵng là đội có match point. Một đường truyền dài của Quang Thịnh cho Trung Thành ở biên 4, và sau đó là một tình huống đánh y thành công. Match point cho Đà Nẵng. Thanh Tùng. 14 đều. LP Bank Ninh Bình đã có một cuộc cải tổ lực lượng ở giải vô địch quốc gia năm nay. Nhưng bây giờ thì họ đang phải đặt niềm tin vào những người cũ. Những gương mặt quen thuộc của LP Bank Ninh Bình lúc này đang tỏa sáng để đưa đội bóng vượt qua quãng thời gian khó khăn. Pha đánh bóng của Trung Thành. 15-14 cho Đà Nẵng. Match point thứ 2 cho Đà Nẵng. Đánh bóng đi ra ngoài. Thanh Tùng đánh bóng đi ra ngoài rồi. 16-14. Và Đà Nẵng là đội giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2. Trận đấu thứ hai mà Đà Nẵng phải chơi 5 set. Và lần này thì họ đã không phải buồn. Đà Nẵng là đội đã có được phần thắng với tỷ số 3-2. Một trận đấu mà tưởng như LP Bank Ninh Bình sẽ có được màn lội ngược dòng thành công. Nhưng rất đáng tiếc chấn thương của anh Phi. Một tình huống tiếp đất khiến cho cây truyền hai quê Đắk Lắk bị lật cổ chân, đã khiến cho LP Bank Ninh Bình không thể kết thúc được màn lội ngược dòng của mình. Sẽ còn rất nhiều điều với huấn luyện viên Bùi Trung Thảo khi mà đội bóng của ông đã không thể có được kết quả như ý ở giai đoạn 1. Xin chúc mừng Đà Nẵng một trận đấu rất hay. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần phỏng vấn nhanh sau trận đấu của vận động viên Đà Nẵng.